Chào các bạn, vừa mới về con xe đạp ba bánh, chưa có tháo ra luôn anh em. Giờ mới về luôn, bây giờ đi công chuyện đã, chút xíu nữa về gỡ ra nha. Anh em nào có nhu cầu xe ba bánh thì xe đạp ba bánh cho người già, người lớn tuổi thì đây nha. Con xe đạp rất là nhẹ nha các bạn. Con xe này nó nhỏ nhỏ, đạp rất là nhẹ luôn, siêu nhẹ, siêu nhẹ luôn.